Phản ngựa Hoàng Anh Tiến xin được kính chào toàn thể quý anh chị ạ. Ngày hôm nay là ngày 12 tháng 8 năm 2022 thì em Hồng đang có mặt tại showroom trưng bày của Tiến Hoàng Anh các bác nhé. Địa chỉ là tại đường tránh thành phố Cầu Sông Tàu, Hoàng Cát, Hoàng Hóa, Thanh Hóa. Thì tại showroom trưng bày của ngày hôm nay em Hồng có review một tấm, chiếu một tấm kích thước mini cực kỳ hợp lý cho mọi không gian nhà các bác đây ạ. Đấy. Ngày hôm nay thì em sẽ quay cận cảnh từng sản phẩm một, đó là tấm nào thì em sẽ quay cụ thể từng video để giới thiệu đến toàn thể các bác nhé. Tấm cẩm hồng này, hàng xe bìa tự nhiên, tấm chiếu nhỏ nhắn xinh xắn như này thì phù hợp với mọi không gian nhà các bác đây ạ. Đấy, trước hết là em có quay lướt qua cả mặt tiền. Và sau đây em xin được giới thiệu thông số và kích thước đến toàn thể các bác nhé. Có chiều dài là 3m22, rộng gốc là 1m8 và rộng ngọn là 1m7 và có độ dày là 26,5cm. Độ dày là 26,5cm. Tấm này thì trông rất là dày dặn, mà kèm theo đấy thì nó đang còn cái phe bìa tự nhiên. Nó uốn lượn thì nó rất là tự nhiên các bác ạ. Giá thành thì cực kỳ hợp lý thôi. Thì tại cửa hàng bên em thì có đang giảm giá rất là nhiều. Đấy, tất cả các sản phẩm, từ sản phẩm lớn cho đến sản phẩm nhỏ, tất cả các sản phẩm sẽ được giảm giá theo phần trăm giá trị sản phẩm. Nên là các bác nào có nhu cầu hoặc là không gian nhà ai nhỏ hẹp thì các bác có thể kê được cái tấm chiếu này thì nó rất là hợp lý đấy ạ. Tấm chiếu có chiều dài là 3m22 này, rộng gốc 1m8 và rộng ngọn là 1m70. Kích thước mini rất phù hợp với mọi không gian này các bác đây ạ. Tấm này thì bên em đã hoàn thiện bóng mờ, đạp bắn mờ O7 4K các bác nhé. Trông nó hiển thị cái đường nét vân chun thì nó rất là nhẹ nhàng, với màu gỗ rất là tự nhiên. Đây ạ, với cái tông màu gỗ rất là tự nhiên các bác ạ. Chun uốn lượn này, uốn lượn theo kiểu thân cây đấy ạ, rất là đẹp. Ấy thì em xin được đọc lại thông số của tấm chiếu ngày hôm nay. Tấm này có kích thước như sau: chiều dài là 3m22, rộng gốc là 1m8 và rộng ngọn là 1m70, có độ dày là 26,5cm. Đang có mặt tại showroom trưng bày của cơ sở 2 đường tránh thành phố Cầu Sông Tàu, Hoàng Cát, Hoàng Hóa, Thanh Hóa. Bác nào có quan tâm đến những cái tấm chiếu mà kích thước vừa phải, đấy, phù hợp với mọi không gian này các bác, thì các bác có thể nhanh tay liên hệ đến Hoàng Anh Tiến. Bên em đang giảm giá rất là mạnh, giảm giá rất là nhiều trong cái vào cái dịp tháng 7 như này. Bên em đang giảm giá rất là giảm giá những các cái mặt hàng mà nó rất là rẻ. Đấy, với cái tấm chiếu hàng một tấm phe bìa tự nhiên như này thì giá thành rất là ok thôi. Đấy, đây là các bác nhanh tay liên hệ đến các số điện thoại sau: 0888888836 hoặc 0931392777. Phản ngựa Hoàng Anh Tiến xin chân thành cảm ơn.